xin chào các bạn. Tiếp theo sau những video đập hộp và hướng dẫn test nhanh máy Skyline 870 thì hôm nay mình tiếp tục sẽ gửi đến cho các bạn một video nữa về đánh giá chi tiết cái thiết kế màn hình cũng như là những cái giao diện cơ bản của máy như này. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang là mẫu máy Skyline 870, mẫu máy có thiết kế có thể nói là đẹp nhất từ trước đến nay trong dòng Skyline, với khung viền kim loại cực kỳ chắc chắn mà bao phủ với một lớp màn hình với viền siêu mỏng, thì máy đây có thể nói là chiếc máy thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ cứng cáp. Đây có thể nói mẫu máy đẹp nhất trong dòng Sky hiện nay. Như các bạn có thể thấy, máy có đường viền kim loại xước, dạng xước cực kỳ chắc chắn với độ dày và cứng cáp, cầm trên tay rất là sướng. Kết hợp với mẫu màn hình có viền cực kỳ mỏng với tên gọi Zero Benzen, thì mẫu màn hình xuất sắc kết hợp cùng với lớp vỏ như vậy thì các bạn có thể tưởng tượng ra mẫu máy này xuất sắc đến như thế nào trong việc thể hiện nó cực kỳ đẹp. Nói đến cái màn hình của Skyline 870 thì màn hình máy chiếm đến 75% diện tích bề mặt máy, viền bezel chỉ mỏng đến 24mm mà thôi. Mức tỷ lệ và độ mỏng này thì khiến ngay cả những cái đối tác phân phối của Skyline vẫn phải rất là thán phục. Sự thành công trong các dòng điện thoại trước đó đã làm mưa giảm gió trên thị trường, như chiếc Skyline A840 hay là A830 thì đã mang lại cho bạn tích một người dùng rất lớn tại Việt Nam. Điều đó lý giải tại sao mà A870 lại có sự chú ý ngay từ khi những cái hình đầu tiên về sản phẩm này được ra mắt tại Hàn Quốc. Và hiện tại mẫu máy đã về Việt Nam và có rất nhiều người đã đặt hàng và theo dõi mẫu máy này. Máy sở hữu màn hình HD 5 inch, CPU Snapdragon 600 kết hợp 2GB và rất nhiều công nghệ tân tiến, thì mẫu máy đã đáp ứng đầy đủ hầu như tất cả mọi nhu cầu người dùng hiện tại. Như các bạn thấy, thiết kế của máy, mặt lưng của máy có dạng làm bằng nhựa, tuy nhiên cái nhựa sơn dạng vân xước rộng và mình liên tưởng đến dòng của T3 của LG. Tuy nhiên máy có đặc điểm là vân xước này, nó che dấu bám vân tay tốt hơn trên LG khá là nhiều, rất là đẹp. Mặt so với màu đen thì nó xuyệt tông với mặt trước, dường như là một máy trông có vẻ nguyên khối. Mặc dù mặt lưng này có thể tháo rời nhưng mà thực sự nó rất là chắc chắn và mình đã phải rất là khó khăn để tháo được mẫu máy ra. Bên cạnh đó, cái điểm nhấn nữa đó chính là đèn led báo trạng thái và nằm ở ngay gần đỉnh máy. Như các bạn thấy, máy có thiết kế rất là đẹp. Như các bạn thấy thì mẫu máy có thiết kế khi mà cạnh trái thì chỉ nút nguồn và cạnh phải đó là một nút tăng giảm âm lượng. Các cái nút này đều được cắt gọn, cách gia công một cách cực kỳ cẩn thận nên nó rất là đẹp. Và sau sở hữu của camera 13 chấm cùng với việc giải loan dọc, hai logo của máy thì các bạn có thể thấy nó đều là một kim loại và rất là cứng cáp, rất là đẹp. Kết hợp cùng với cái đèn giải đèn led sáng lên báo trạng thái rất là đẹp. Như các bạn có thể thấy, máy này có sở hữu màn hình cực kỳ chất. Màn hình in cell của máy cho chất lượng cực kỳ tốt và trung thực. Bên trên mặt trước có cảm biến loa thoại và camera trước. Mặt trung tâm ở dưới đáy có cổng micro USB. Thiết kế của máy độc nhất, nguyên gần như kiểu dạng nguyên khối rất là đẹp. Màn hình của máy thì có thiết kế in cell kích cỡ 5 inch và full kính cỡ 5 inch và độ phân giải HD. Tuy nhiên một ưu điểm cực kỳ lớn của máy là góc nhìn. Như các bạn có thể thấy, một video mình đang trình chiếu trên máy góc nhìn cực kỳ rộng, có thể nói lên đến gần 180 độ luôn. Với một cái góc nhìn rộng như thế này, các bạn không phải lo về chuyện sử dụng máy ngoài trời, nó nói rất là đẹp. Sở hữu cái cấu hình chip Snapdragon 600 thì và 2GB máy khởi động khá là nhanh, sử dụng khá mượt. Giao diện của máy thì có thể bạn thấy là ngay khi màn hình còn khóa thì có rất nhiều phím kéo cái hình tắt để các bạn tùy biến. Những cái giao diện này có thể tùy biến về các ứng dụng tắt ngay mà mình khóa luôn, thì các bạn đang thấy các bạn chỉ cần vẽ hình theo những cái công cụ ở bên dưới là các bạn sẽ ra ứng dụng.
ứng dụng các bạn có thể tùy biến để cho ra ngoài màn hình chụp như các bạn đang xem. Giao diện của máy khá đơn giản và rất là dễ sử dụng, tương tự hầu hết các dòng Sky trước đây. Máy lúc này nói về độ mượt mà thì mình cảm nhận máy cực kỳ mượt, và thậm chí có thể nói nó mượt hơn cả những cái dòng LG hay là Samsung khác có cùng cấu hình, có thể nói như vậy. Có lẽ là do Sky ít thêm cái phần mềm tùy biến hơn nên máy gần gũi về giao diện góc hơn, nên máy chạy rất là mượt mà, rất ít cảm giác giật lag trên máy. Trên đây mình đã đánh giá qua những cái thiết kế và màn hình của máy thì các bạn có thể xem. Cảm ơn các bạn đã theo video, cảm ơn các bạn đã bấm like, subscribe và chờ những video tiếp theo của mình. Trong video tiếp theo mình sẽ review các bạn bài